Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thế giới rèn việt.vn. Các bạn thân mến, trong thời gian gần đây thì các trang báo cũng như là mạng xã hội liên tục chia sẻ về một clip review về căn biệt thự triệu đô của ca sĩ Thu Minh ở ven bờ biển Nha Trang. Với tư cách là một công ty chuyên cung cấp cũng như là lắp đặt rèm cửa thì chúng tôi nhận thấy đây là một căn biệt thự có hệ thống rèm cửa phải nói là xuất sắc. Còn xuất sắc như thế nào thì hãy cùng chúng tôi khám phá ngay trong video ngày hôm nay nhé. Và đây là không gian phòng khách và phòng bếp của căn biệt thự. Nó được thiết kế ở tầng đầu tiên và cũng là vị trí đẹp nhất để gia đình của ca sĩ Thu Minh có thể cùng nhau ngắm cảnh. Như các bạn có thể nhận thấy, không gian này được thiết kế với phong cách hiện đại, rất gần gũi và chan hòa với thiên nhiên. Chính vì thế mà hệ thống kính tràn được sử dụng để thay thế cho những bức tường nặng nề và không gian trở nên thoáng đãng hơn, tầm nhìn được mở rộng hơn. Và đi kèm với những tấm cửa kính trong suốt đó chính là hệ thống rèm vải voan trắng có tác dụng cản nắng và chống tia UV. Đây cũng chính là loại rèm vải mà chúng tôi đã giới thiệu với các bạn trong video những loại rèm vải được sử dụng cho các căn biệt thự đấy các bạn ạ. Và như các bạn có thể nhận thấy thì với hệ thống rèm vải voan trắng như thế này thì căn biệt thự của gia đình ca sĩ Thu Minh trở nên sang trọng nhưng cũng không kém phần lãng mạn và dịu dàng đúng không ạ? Rèm vải voan trắng là loại rèm rất phù hợp cho những không gian được thiết kế theo phong cách mở bởi đây là loại rèm mỏng nhất trong số các loại rèm cửa. Và với thiết kế đặc trưng của nó thì ngay cả khi chúng ta kéo hết rèm xuống thì vẫn có thể nhìn ra bên ngoài. Tuy nhiên người ở bên ngoài rất khó nhìn vào bên trong. Chính vì thế mà nó không những đảm bảo được tính mở cho không gian mà còn đảm bảo được tính riêng tư cho gia chủ mỗi khi sinh hoạt gia đình. Và khi quan sát thì chúng tôi đã nhận thấy hệ thống rèm cửa của ca sĩ Thu Minh sử dụng kiểu may định hình. Đây là kiểu may giúp cho sóng rèm được thẳng từ trên xuống dưới như thế này. Và với kiểu may này cũng giúp cho việc kéo rèm trở nên nhẹ nhàng và đơn giản hơn rất là nhiều. Như các bạn có thể thấy đó, ca sĩ Thu Minh chỉ cần sử dụng một lực đẩy rất nhẹ là đã có thể kéo được rèm rồi. Nếu như phòng khách và phòng bếp ca sĩ Thu Minh đã sử dụng loại rèm vải voan trắng thì với phòng ngủ chỉ lại sử dụng loại rèm vải hai lớp như các bạn có thể thấy ở đây. Và với chiếc rèm vải hai lớp này thì chúng ta có thể thấy thêm một điểm nữa, đó chính là ca sĩ Thu Minh rất tinh tế và khéo léo trong việc kết hợp màu sắc của rèm với những đồ nội thất ở bên trong. Màu trắng và màu xanh của rèm vải rất hài hòa và đồng điệu với gam màu của chiếc giường và những bức tranh treo tường. Bên cạnh đó thì loại rèm vải hai lớp này cũng có khả năng cản sáng và chống tia UV rất tốt, chính vì thế mà nó rất phù hợp để lắp đặt trong không gian phòng ngủ. Theo đó thì lớp vải voan trắng ở bên trong có khả năng cản sáng 90%, kết hợp với lớp rèm vải ở bên ngoài có khả năng cản sáng từ 95% cho đến 100%. Chính vì thế mà khi lắp đặt rèm cho không gian phòng ngủ thì nhiệt độ trong phòng luôn được giữ ở mức ổn định, tạo cảm giác mát mẻ và dễ chịu. Và vừa rồi Thế giới rèm việt.vn đã review cho các bạn về hệ thống rèm cửa được sử dụng tại căn biệt thự ven biển Nha Trang của ca sĩ Thu Minh. Qua đó thì chúng ta cũng có thể nhận thấy ca sĩ Thu Minh rất tinh tế và khéo léo trong việc sử dụng rèm đúng không ạ? Nhờ vậy mà căn biệt thự trở nên sang trọng, hiện đại nhưng vẫn đảm bảo được tính chan hòa và gần gũi với thiên nhiên. Hy vọng là những thông tin mà chúng tôi vừa cung cấp sẽ giúp ích cho các bạn trong việc lựa chọn rèm cho biệt thự nói riêng cũng như các căn hộ nói chung. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.